Chào tất cả các bạn và đây là video quay thưởng của sự kiện mini game tháng 4 nhận cốt tàu khu trục hạm Type 83 và tài khoản trả phí 30 ngày. Và trong video quay thưởng lần này sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Tất cả các ID trò chơi tham gia sự kiện sẽ được hạm đội 07 thêm tất cả vào một vòng quay thưởng. Và khi vòng quay thưởng dừng lại ở ID trò chơi nào thì ID trò chơi đó sẽ chiến thắng ở mỗi lượt quay. Và trong video quay thưởng lần này chúng ta sẽ bắt đầu với 10 lượt quay và chọn ra 10 người chơi chiến thắng. Và người 10 chơi chiến thắng sẽ tiến hành quay thưởng thêm một lần nữa để tìm ra 5 người chơi nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Type 83. Và 5 người chơi còn lại nhận được tài khoản trả phí 30 ngày. Và các bạn lưu ý, nếu những người chơi may mắn nhận được tàu khu trục Type 83 mà các bạn đã có con tàu này thì các bạn sẽ được công 6.000 vàng vào tài khoản cá nhân của các bạn. Và phần thưởng sẽ được thêm vào tài khoản của các bạn sau 5 ngày làm việc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video quay thưởng ngày hôm nay. Xin chúc mừng người chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng đầu tiên. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ hai. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ ba. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ tư. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ năm. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ 6.
xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ 7. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ 8. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng thứ 9. Xin chúc mừng ID trò chơi đã chiến thắng ở lượt quay thưởng cuối cùng, lượt quay thưởng thứ 10. Và như vậy là 10 lượt quay đã kết thúc và đã có 10 người chơi chiến thắng. Xin chúc mừng các bạn. Và 10 người chơi chiến thắng sẽ còn 5 lượt quay thưởng nữa để tìm ra 5 người chơi nhận tàu khu trục Time 83 và 5 người còn lại nhận tài khoản trả phí 30 ngày. Và video quay thưởng sẽ được mình công bố vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 4. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia sự kiện mini game tháng 4, và hiện tại vẫn còn một sự kiện đang diễn ra, đó là sự kiện nhận thẻ VIP Pass tháng 4 và thẻ cao cấp của tháng 4. Các bạn nhớ tham gia để trở thành người may mắn nhất nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị này nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.